để tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa của dân tộc. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc là phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa. Đối với vùng dân tộc thiểu số, nâng cao đời sống văn hóa không chỉ góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể mà còn tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số. Bằng những cách làm linh hoạt, sáng tạo, phong trào xây dựng làng văn hóa ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã mang lại những thay đổi về diện mạo nông thôn, đời sống người dân, cũng như gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Tại một số tỉnh, thành, ngay từ những năm cuối thập niên 90 đã triển khai các hoạt động thực hiện theo nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 và cuộc phát động phong trào xây dựng làng văn hóa. Chẳng hạn như tại Thanh Hóa, sau 2 năm phát động, toàn tỉnh được công nhận 7 làng văn hóa. Đến nay, tại các huyện miền núi như Ngọc Lặc, Lang Chánh, Bá Thước đều đạt trên 80% làng, khu phố văn hóa. Nhiều bản, làng có những mô hình hay, cách làm tốt được nhân rộng. Nhờ đó, phong trào đời sống văn hóa của bà con ngày càng được cải thiện, nâng cao. Thực tế thì chúng tôi thấy rằng có rất nhiều mô hình tốt và hiệu quả ở những địa phương này. Và những mô hình như thế này đã góp phần, thứ nhất là cái nơi để cho đồng bào được đến giao lưu với nhau, chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Thứ hai nữa, có nhiều nơi còn trở thành những cái mô hình thu hút khách du lịch đến với những cái địa bàn này, địa phương này. Ở đây chính là nơi được diễn ra các cái hoạt động văn hóa, văn nghệ, rồi là tiếp đón khách du lịch. Nhờ có phong trào xây dựng đời sống văn hóa và sự nỗ lực chung tay của cộng đồng, nhiều di sản văn hóa bị mai một đã được khôi phục như lễ hội truyền thống, trang phục, dân ca, nhạc cụ. Chính vì vậy, đến nay, cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam đang sở hữu một kho tàng văn hóa đa sắc màu và vô cùng độc đáo. Bên cạnh đó, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại các bản, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng ngày một phát triển. Đa phần các xã đều thành lập đội câu lạc bộ văn nghệ dân gian, vừa là nơi kết nối, trao truyền văn hóa giữa các thế hệ, vừa là hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tại mỗi bản, làng. Trong những năm qua, thì Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã kịp thời cụ thể hóa và ban hành những cái văn bản pháp quy và những cái đề án, dự án và những cái chương trình phối hợp với các ban bộ ngành liên quan từ Trung ương để thực hiện có cái hiệu quả cái công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó thì đã tăng cường cái khối đại đoàn kết dân tộc giữa các dân tộc và các địa phương trong cả nước nhằm tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc gìn giữ phát huy bản sắc các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa tại các khu dân cư đã huy động nhân dân hàng nghìn ngày công lao động chăm sóc, tu sửa, vệ sinh làm sạch đẹp đường làng, ngõ xóm, góp phần vào quá trình xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả. Có thể nói, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với phát triển văn hóa nông thôn đã tạo nên động lực, khơi dậy tiềm năng sức mạnh của cộng đồng dân cư. Cùng với đó, những giá trị văn hóa mang bản sắc dân tộc được gìn giữ và phát huy. Các thôn, bản thực hiện nếp sống văn minh, vun đắp tình làng, nghĩa xóm, đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng được nâng cao.